la. Tao la, đứng bụi, đứng bụi. Đứng bụi á, nó đứng bụi á. Nó đứng bụi mẹ, tôi lên không thấy à. Giờ giật lên trong bố luôn. Nguyễn Đức Tài, ông Kiên dạo này trời gái gú lắm. Nghèo sâu bắn phát xỉu luôn á. Trời đứng bụi mà tôi lên không thấy ông nội. Nè, nó không cóc. Nguyễn Trung Kiên, lạnh mà mấy bạn nữ mặc váy ngắn đi chơi nể thật. Lo Van Toen, lớp trưởng không bật mic. Tí có đồ bắn nha, xuống. Lo kia nha. Lớp trưởng gì? Không mở mic. Gì? Không mở mic, bắn mic làm gì? Mic công ồn ào, tại vì mình đâu có nghe được đâu. Mình bây giờ chỉ nói like cho mọi người nghe chứ mình đâu có mở mic được, tại vì mình không có nghe được. Trời lành mấy bạn nữ mặc váy ngắn à. Thì cơ bản nữ là phải như vậy chứ, bây giờ mặc con dài nữ mặc con dài xem đi chơi. Mẹ mấy bạn nữ chịu lành giỏi lắm, thề chứ đi ngoài đường nha. Hay là bạn bi rồi bạn ví dụ đồ ngắn cá bây giờ nghe người ta than lạnh đâu. Chừng nào mà người ta đi với bồ á người ta mới than lạnh. Nguyễn Trung Kiên, có cho ké không để Kiên vô cây cây. Nhòn, nhòn. Để cho em đánh đo rồi mà dám lấy con phở lo đi rừng. Muốn chết à. Nguyễn Trung Kiên, Kiên mặc áo khoác còn lạnh vãi kít, mặt cười lộn ruột. Nhật Minh, sáng mai 4 tiết văn mang chăn với gối ít ngủ là vừa. Sâu rồi bắn. Đồ ơi thấy nhắm cái đường tia là gì cho mình sợ vãi. Tưởng đi rồi chứ. Sáng mai 4 tiếng vang chen gói ngủ là về. Lại là con bài Elendor. Hello Bí Hương nha. Kiên mày eo khó còn lạnh. Đâu mấy bạn nữ thì lúc nào chiều lạnh còn tốt hơn mấy bạn nam đó. Cái đó mình nói thiệt. Còn mày ví dụ bạn nữ đi với bồ là dễ vờ lạnh thôi. Chứ mấy bạn nữ chiều lạnh tốt lắm. Mày cơ bản mấy bạn nữ mày đang ở đường chơi là ăn mặc thoải mái rồi chứ. Rồi xong liền luôn. Mở tốc hành chạy một mạch luôn rồi. À, lì. À anh thấy yêu sâu đổ anh đi anh kêu người. Anh bắt không được anh mở tốc hành anh chạy một mạch luôn. Sao anh kêu người không nội, anh kêu yêu sâu anh quăng lại không nội. Đúng như kiểu độ mấy mấy đệ đi đánh nhau thôi.